Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 310 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ Phong Hoài Ngọc ngẩng đầu lên quan sát thiên ngục, không khỏi kinh ngạc tán thán. Bọn họ bay rất nhiều ngày, lúc này mới đi tới phiến đại lục phía dưới thiên ngục, có thể tưởng tượng thiên ngục là to lớn tới mức nào. Sư Tôn nói, đây là một kiện đế binh vô cùng cường đại, là một kiện đế binh mạnh nhất trong các đế binh hắn từng nhìn thấy. Phong Hoài Ngọc không ngừng tán thán, trên mặt của Phong Vô Kỵ nặn ra một tia tươi cười nói, kiện đế binh này cũng không phải là do ngục chủ thiên ngục luyện thành, mà là do thiên luyện thành, là địa phương dùng để chấn áp hạng người nghịch thiên. Lúc này, cánh cửa Bích Lạc Cung đột nhiên mở rộng, 95 tôn tiên thiên thần ma nối đuôi nhau bay ra, sau đấy thân hình liền trầm xuống, dọc theo ngoài mặt thiên ngục bay nhanh xuống dưới. Đây là từng tôn tiên thiên thần ma tế tự mà thành, tất cả đều là cảnh giới đế quân, tốc độ cũng cực nhanh. Quãng đường mà hai huynh đệ Phong Hoài Ngọc mất nhiều ngày mới có thể đi được, bọn họ chỉ tốn thời gian nửa ngày là đã có thể đi xong. Phong Vô Kỵ và Phong Hoài Ngọc đi du lịch khắp nơi trong đại lục, trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua thời gian chừng nửa ngày. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ vẫn luôn tươi cười, đối đãi với Phong Hoài Ngọc vô cùng ôn hòa, hồn nhiên không nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn hung ác của lần trước. Phong Hoài Ngọc nhất thời yên lòng, trong lòng thầm nghĩ, huynh trưởng cũng không phải không chịu nổi, giống như sư tôn đã nói vậy, giữa hai người bọn họ nhất định là có rất nhiều hiểu lầm rồi. Đột nhiên nụ cười trên mặt Phong Vô Kỵ chợt cứng ngắc, sau đấy khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy kịch liệt, trong cổ họng tự hồ phát ra tiếng kêu như dã thú gào thét. Trong lòng Phong Hoài Ngọc cả kinh, vội vàng nói, ca ca, ca ca, ngươi, ta sẽ không hại đệ đệ ta, không hại. Môi dưới Phong Vô Kỵ bị cắn tới mức chảy máu, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Trong giây lát, hắn chợt gào thét một tiếng, cái cổ chấn động, hiện ra ba cái đầu bàn hồ, mở miệng giống lớn, chạy đi. Cái gì? Phong Hoài Ngọc không hiểu ý hắn. Mau, mau đi. Hai cái đầu bàn hồ ra sức giống giận. Hắn chỉ khống chế được đại não chủ thân của ta, nhưng không thể khống chế đại não hai cái đầu bàn hồ này của ta đâu. Người mau chạy đi. Phong Hoài Ngọc nhất thời ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, Ca ca. Đột nhiên Phong Vô Kỵ quỳ gối trên mặt đất, hai tay không ngừng bứt đứt mái tóc của chính mình, lạnh lùng nói, năm xưa ta dùng kế khiến cho ngoại công và gia gia đồng quy vu tận, chỉ là báo thù, là báo thù cho mẫu thân ta. Ngươi hiểu không? Ngươi có hiểu không? Ngươi đừng mơ tưởng để ta giết chết đệ đệ ta, đừng mơ tưởng. Chạy, chạy mau, mau đi Thiên Hoàng Đế Đạo. Trong đầu của Phong Hoài Ngọc ầm ầm vang động, vội vàng xoay người chạy về phía Thiên Hoàng Đế Đạo, trong lòng thấp thỏm lo âu. Cả cả rút cuộc là làm sao vậy? Ta sẽ không để cho ngươi hại chết đệ đệ ta, sẽ không đâu. Sau lưng của hắn truyền tới thanh âm của Phong Vô Kỵ, thanh âm kia càng lúc càng tới gần. Đột nhiên thanh âm của Phong Vô Kỵ chợt trở nên nhu hòa trở lại, thân thiết nói, nhị đệ, ngươi chạy đi đâu vậy? Mau tới chỗ của ca ca nào. Vừa rồi ca ca chỉ là chơi đùa dọa ngươi mà thôi. Nhị đệ nhớ kỹ, không được tin tưởng lời nói của ta. Phong Hoài Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái đầu Phong Vô Kỵ đang lúc đánh nhau huyết nhục mơ hồ, không khỏi vừa sợ lại vừa quan tâm, dừng cước bộ lại. Đúng lúc này, trên thiên không, phần cuối thiên ngục rũ xuống nhọn như chùy vậy, đâm vào tầng khí quyển phía đại lục của thời đại Hòa Kỳ. Từng đạo thân ảnh cường đại nhao nhao hàng lâm, vần quanh bốn phía phần trì nhọn của thiên ngục, tổng cộng có tới 95 tôn. 95 tôn tiên thiên thần ma, kiểu ngũ chí tôn rốt cuộc đã tới. Tế! 95 tôn tiên thiên thần ma kia đồng thanh quát lớn, pháp lực tuôn trào, quán nhập vào trong phần trì nhọn của thiên ngục. Chỉ thấy phần trì nhọn của thiên ngục nhất thời đại phóng quang mang, giống như vô số bánh răng vậy, răng sắc xoay tròn, đế uy khủng bố vặn vẹo không gian. Cố uy năng kia khiến cho Phong Hoài Ngọc cũng bị chấn động,
cảm thấy chính mình đã bị cỗ uy năng sắp sửa bạo phát kia phong tỏa. Cỗ đế uy kia ầm ầm đánh thẳng tới, còn chưa đánh tới đã có cảm giác khiến cho đại não của hắn bạo tạc. Không được, không được thương tổn tới hắn ta. Phong vô kỵ từ xa phóng thẳng tới. Ông... Phần chùy nhọn của thiên ngục phun trào ra một đạo quang mang thẳng tắp đánh về phía Phong Hoài Ngọc. Những nơi nó đi qua, toàn bộ không gian hết thảy tan rã, không còn sót lại chút gì. Thật không hổ là trọng bảo được Trung Nhạc xưng tụng là đệ nhất đế binh. Phong Hoài Ngọc thét lên chói tai, đạo thần thông đầu tiên của Phong núi Trung trong mi tâm hắn đột nhiên bạo phát, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Từng đạo thần thông nhao nhao bay ra, nghênh đón uy năng thiên ngục đang đánh tới. Cho dù Phong Hiếu Trung thần thông quảng đại, nhưng đối diện với uy năng của thiên ngục, từng đạo thần thông của hắn cũng nhao nhao bị đánh cho tan nát. Thần thông Phong Hiếu Trung lưu lại trong thức hải của Phong Hoài Ngọc nhanh chóng giảm đi. Mấy trăm đạo thần thông rất nhanh đã tiêu hao chỉ còn lại có hơn 10 đạo, rút cuộc cũng thành công ngăn cản một kích này của thiên ngục. Phần chùy nhọn của thiên ngục vẫn còn đang điên cuồng chuyển động, hiển nhiên là đang lúc chuẩn bị đạo công kích thứ hai, khiến cho Phong Hoài Ngọc không khỏi dùng mình một cái, vội vàng phóng chạy về phía Thiên Hoàng Đế Đạo. Mau, mau chạy đi! Thanh âm của Phong Vô Kỵ một lần nữa vang lên. Phong Hoài Ngọc nhanh như một cơn lốc xông vào Thiên Hoàng Đế Đạo, trận pháp khởi động, một đạo quang trụ phóng thẳng lên cao, khiến cho uy năng của thiên ngục bị đánh hụt. Hắn trốn không thoát đâu! Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cửu ngũ chí tôn nhao nhao bay tới, xông vào Thiên Hoàng Đế Đạo, biến thành 95 đạo lưu quang đuổi theo đạo quang trụ huy hoàng kia, một đường rời khỏi Tử Vi. Trong thiên đình, vô số thần ma lại là một mảnh oanh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đạo quang trụ Thiên Hoàng Đế Đạo kia. Thái Sử Quan lẩm bẩm nói: Thiên Hoàng Đế Đạo tái hiện, thiên hạ này chỉ vừa mới bình định, chẳng lẽ lại sắp loạn lạc nữa hay sao? Sao ca ca lại muốn giết ta? Sao cuối cùng rồi lại cứu ta như vậy? Mà lúc này, trong lòng Phong Hoài Ngọc vừa sợ hãi lại vừa gấp gáp, bị quang trụ của Thiên Hoàng Đế Đạo đưa đi xa. Không biết trải qua bao lâu, Thiên Hoàng Đế Đạo đột nhiên thoáng dừng lại một chút, quăng hắn ra khỏi quang lưu truyền tống. Phong Hoài Ngọc còn chưa hồi phục tinh thần, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi cất bước đi tới, bộ dáng long hành hổ bộ, khí thế khi phàm. Vị huynh đài này, xin hỏi đây là nơi nào? Phong Hoài Ngọc lớn tiếng hỏi. Huynh đài! Từng tôn thần ma cường đại tới cực điểm nhao nhao xuất hiện vây xung quanh Phong Hoài Ngọc. Đám thần ma này bật cười lớn tới mức kinh thiên động địa. Ngay cả chân diện mục của sư tôn người cũng không nhận ra, còn gọi là huynh đài hay sao? Phong Hoài Ngọc giật mình, chỉ thấy gã nam tử trẻ tuổi kia xuất lĩnh rất nhiều thần ma nhao nhao phóng tới, trong chớp mắt đã chui hết vào trong mi tâm của hắn. Gã nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói: Hoài Ngọc, chớ có lên tiếng, đây là cơ hội hiếm có, chúng ta hợp lực giết chết cửu ngũ chí tôn. Trong lòng của Phong Hoài Ngọc kinh nghi bất định, gã nam tử trẻ tuổi ẩn nấp trong bí cảnh nguyên thần chính mình là sư tôn, vậy người trong Bích Lạc Cung kia là ai? Còn nhớ ta đã từng nói với ngươi, luyện khí sĩ tại thời điểm tu thành thân thể tiên thiên, nguyên thần tiên thiên, sẽ có thể lột đi thân quá khứ hay không? Gã nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói: Ta chính là thân quá khứ của sư tôn ngươi, Cổ Nhạc, trong 3000 lục đạo giới. Ngươi cũng rất nhanh sắp sửa lột đi thân quá khứ rồi. Vì sư tu luyện tới một bước này của ngươi, năm xưa đã hao tốn thời gian 200-300 năm lận, mà ngươi lại chỉ dùng thời gian không tới 50 năm. Thật sự là hậu sinh khỏa úy mà. Điều kiện tu luyện của Phong Hoài Ngọc so với hắn năm xưa thật sự tốt hơn rất nhiều. Năm xưa Trung Nhạc tu luyện bất cứ thứ gì đều cần chính mình đi lục lọi, đánh bại đánh bạ, càng thâm nhập thăm dò vào những khu vực chưa từng có ai thăm dò qua, luyện hồn phách thành tiên thiên, lúc này mới luyện ra được một thân bản lĩnh như hiện tại. Mà Phong Hoài Ngọc thì có hai nhân vật thúc đẩy đạo pháp thần thông không ngừng tiến về phía trước là hắn và Phong Hiếu Trung chỉ đạo tu luyện. Đã tiết kiệm vô số thời gian, có thể nói là một đường thuận buồm xuôi gió, so với những gian khổ mà năm xưa Trung Nhạc từng tao ngộ, căn bản là không thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến cho Trung Nhạc lo lắng Phong Hoài Ngọc tu luyện quá mức thuận lợi, thiếu khuyết ma luyện cần thiết, đạo tâm dễ dàng không kiên định, không vững vàng, bởi vậy mới khiến cho hắn áp chế tu vi tiến cảnh. Tốc độ tu luyện quá nhanh, thiếu khuyết kinh lịch và cảm ngộ cần thiết, đạo tâm sẽ dễ dàng sai lầm, theo không kịp tu vi thực lực, tương lai có khả năng sẽ gặp phải bình cảnh, chậm chạp không thể đột phá mà dẫn tới đạo tâm sụp đổ. Trung Nhạc từng đối diện với rất nhiều dần vặt, rất nhiều nhấp nhô, đạo tâm được tu luyện tới mức thông thấu không tì vết,
mà Phong Hữu Trung kinh lịch lên lên xuống xuống, đại bi đại hỉ, lòng cầu đạo vô cùng kiên định. Đây là địa phương mà Phong Hoài Ngọc không cách nào sánh bằng. Kiểu Ngũ Chí Tôn sắp sửa tới rồi, đi thôi. Trong bí cảnh nguyên thần của Phong Hoài Ngọc, Cổ Nhạc phân phó nói: "Ta dạy ngươi thuật phân thân, chia ra phân thân chạy đi bốn phương tám hướng, ngươi cứ vừa đi vừa học đi. Đây là phương pháp phân cắt nguyên thần, chính do chàng ngươi sáng chế ra." Phong Hoài Ngọc vừa đi vừa học, rất nhanh đã nắm giữ phân tách nguyên thần của chính mình, không ngừng phân ra từng cỗ phân thân, bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. "Sao sư tôn biết ta ở nơi này vậy? Lại làm sao biết là Kiểu Ngũ Chí Tôn sẽ đuổi giết ta đây?" Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, hỏi ra nghi hoặc của chính mình. "Đơn giản thôi." Cổ Nhạc mỉm cười nói: "Đại não Phong Vô Kỵ đã dung hợp với đại não thiên ý. Đại não thiên ý không gì không biết, không gì không làm được. Nhưng duy nhất suy tính không ra chính là hướng đi của ta. Năm xưa tiểu di tư mệnh của ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này bước cho nó nổ tung. Đại não thiên ý suy tính không ra được ta, mà ta lại có thể suy tính ra được Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ nghĩ muốn giết ngươi, ở trong thiên đình chỉ có ba địa phương là có thể động thủ, đó chính là Bích Lạc Cung, Thiên Ngục và phía dưới Thiên Ngục kia." Phong Hoài Ngọc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bích Lạc Cung thì Trung Nhạc chính là đang ở đấy, Thiên Ngục thì là bởi vì quá mức hung hiểm, Phong Hoài Ngọc tự nhiên là không chịu đi. Hơn nữa, trong thức hải của hắn cất giấu mấy trăm đạo thần thông của Phong Hữu Trung, Phong Vô Kỵ không dám bức hắn tiến vào Thiên Ngục. Bởi vậy, địa phương Phong Vô Kỵ có thể giết hắn chỉ còn lại có phiến đại lục thời đại Hòa Kỳ ở phía dưới Thiên Ngục mà thôi. Mà chỉ cần là đi đại lục của thời đại Hòa Kỳ liền có hy vọng trốn thoát. Nơi đó mặc dù là chính diện với uy năng của phần chùy nhọn của Thiên Ngục, nhưng Thiên Hoàng Đế Đạo cũng chính là ở đấy. Mà Trung Nhạc hết lần này tới lần khác sớm đã truyền thụ cho hắn biện pháp khởi động Thiên Hoàng Đế Đạo. Về phần thủ đoạn của Phong Vô Kỵ có thể sử dụng không nhiều lắm đâu, nhất định là phải có cường giả tiến hành thôi động Thiên Ngục mới có thể phá vỡ mấy trăm đạo thần thông của cha ngươi được. Mà tồn tại có năng lực này cũng không nhiều. Đế Tu La là thiên mệnh thân của thiên, nhưng chỉ bằng một mình hắn ta, nghĩ muốn phá giải mấy trăm đạo thần thông của cha ngươi là cũng có chút khó khăn. Mà 29 thiên đạo thân còn lại khoảng cách lại quá xa, trong khoảng thời gian ngắn không kịp chạy tới. Cổ Nhạc không nhanh không chậm lên tiếng nói: "Phe cánh của thiên trong thiên đình chỉ còn lại có Bích Lạc Tiên Sinh, Ngục Chủ Thiên Ngục, Kiểu Ngũ Chí Tôn và đám tiên thiên thần ma còn lại. Bích Lạc Tiên Sinh đã bị ta và Mục Tiên Thiên quấn lấy, mà Ngục Chủ Thiên Ngục thì không thể tùy tiện rời khỏi Thiên Ngục được. Bằng không Thiên Ngục bị cướp, đám lão quái vật bên trong chạy ra thì không phải là chuyện đùa. Còn về phần đám tiên thiên thần ma còn lại bên trong Bích Lạc Cung thì số lượng không nhiều, thôi động Thiên Ngục khó có thể đạt được hiệu quả một kích tất sát được, rất dễ dàng sẽ xuất hiện sai lầm, cho nên ổn thỏa nhất chính là Kiểu Ngũ Chí Tôn kìa." Phong Hoài Ngọc rút cuộc triệt để hiểu rõ, trong lòng bội phục không thôi, hắn lên tiếng nói: "Sư tôn, ngươi không lo lắng ta sẽ chết trong đại lục thời đại Hoa Kỳ hay sao?" "Không, ta có lòng tin đối với thần thông của cha ngươi để lại." Cổ Nhạc mỉm cười nói. Phong Hoài Ngọc không khỏi dùng mình một cái. Nếu thần thông của phụ thân không thể tiếp được uy năng của Thiên Ngục, vậy chính mình chẳng phải là đã chết rồi hay sao? Hắn nghĩ tới huynh trưởng của chính mình, trong lòng có chút buồn bã. Phong Vô Kỵ vẫn đã là xuất thủ với hắn, huynh đệ tương tàn, không ngờ lại khiến cho chính mình đau lòng tới như vậy. Mà vào lúc này, tại địa phương Phong Hoài Ngọc rời khỏi Thiên Hoàng Đế Đạo, quang trụ của Thiên Hoàng Đế Đạo đột nhiên vỡ ra, từng tôn tiên thiên thần ma truy tung dứt tới. Ánh mắt của một tôn đế quân trong đấy đảo quét bốn phía, trầm giọng nói: "Hắn đã phân thân chạy đi rồi." "Cái nào là phân thân, cái nào là chân thân đấy?" Thủ lĩnh của Kiểu Ngũ Chí Tôn hỏi. Tôn đế quân kia lắc lắc đầu nói: "Chỉ dựa vào tung tích không thể nhìn ra được, hắn một phân thành hai, mỗi người đi một hướng khác nhau." "Vậy chúng ta cũng chia ra làm hai nhóm, truy kích theo hai hướng khác nhau." Gã thủ lĩnh kia quả quyết nói: "Chỉ còn lại có hơn 10 đạo thần thông thiên nhân, chống đỡ không nổi công kích của chúng ta đâu." Kiểu Ngũ Chí Tôn chia làm hai nhóm, phân ra hai đường truy sát. Cũng không lâu lắm, tôn đế quân kia nhíu mày nói: "Kẻ chạy đường này chính là phân thân, gọi những sư huynh khác trở lại đây. Hắn ta lại một phân thành hai ở chính nơi này." Đám tiên thiên thần ma này lại chia ra làm hai nhóm, tiếp tục phân ra hai đường mà truy kích. Mà một đám lúc trước kia thì nhanh chóng chạy tới nơi này. Bởi vì chỉ có chân thân mới có thể tiếp tục phân ra phân thân. Đi tới không bao lâu, bọn họ đã tìm được con đường mà chân thân Phong Hoài Ngọc đã đi qua.
chỉ có thể lại phân ra một nhóm nhân mã chạy theo hai con đường bất đồng, biến thành truy kích. Chạy tới cuối cùng, chỉ còn lại có hai tôn tiên thiên thần ma cấp đế quân, mà ở phía sau hai tôn tiên thiên thần ma này, rất nhiều tiên thiên thần ma đã bị phân tách thành rất nhiều nhóm. Đang lúc một nhóm tiếp theo một nhóm chạy tới. Đã có thể dừng lại rồi. Phong Hoài Ngọc vẫn tiếp tục bỏ chạy về phía trước, đột nhiên trong đầu truyền ra thanh âm của Cổ Nhạc, hắn mỉm cười nói: "Bọn họ cũng đã đuổi tới rồi." Hai tôn đế quân kia biến thành hai đạo lưu quang bay nhanh tới, còn ở xa xa đã thôi động thần thông công kích về phía Phong Hoài Ngọc. Nhưng đúng lúc này, sau đầu Phong Hoài Ngọc đột nhiên gào thét, bắn ra một đạo quang mang. Bảy đạo quang luân sau đầu Cổ Nhạc chuyển động, nhanh như thiểm điện phóng tới, đuôi rắn du động, thân thể như rồng, trong thời gian ngắn đã cắt vào giữa hai tôn tiên thiên thần ma kia. Phong Hoài Ngọc nhìn thấy một mảnh thần quang chấn động kịch liệt, trong bảy đạo quang luân sau đầu Cổ Nhạc, từng tôn thần hoàng, tạo vật chủ, đế quân đã cấu thành đạo luân hồi thứ bảy, lại có rất nhiều thần ma gia trì. Trong tinh không, vũ trụ nhất thời có thêm từng đạo tinh hà. Mức độ kịch liệt của trận giao thủ này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đám thần quang ma quang bốn phía bay tới dây dưa cùng một chỗ, trong khoảnh khắc đại phóng, trong khoảnh khắc liền biến mất. Sau đấy, đạo quang mang kia rất nhanh liền bay đi xa. Trong lòng Phong Hoài Ngọc cả kinh, đạo quang mang kia chính là Cổ Nhạc. Hắn vậy mà không trở lại nơi này, mà là dọc theo đường cũ giết trở về. Phong Hoài Ngọc vội vàng dọc theo đường cũ chạy trở về, đợi tới lúc đi tới chiến trường nơi Cổ Nhạc trong nháy mắt ngắn ngủi va chạm với hai tôn tiên thiên thần ma kia, chỉ thấy hai tôn tiên thiên thần ma cấp đế quân kia đã đổ thân hai nơi. Cái đầu và thân thể bọn họ tách ra, tứ chi và lồng ngực cũng tách ra, cánh tay bị chém đứt, ngay cả cổ tay cũng đều bị cắt ra, ngón tay, đốt tay cũng bị chặt đứt cả. Hết thảy mọi thứ trên thân thể bọn họ đều bị cắt ra dọc theo các khúc xương, mặt cắt vô cùng bằng phẳng, mà ở phía dưới mỗi một mặt cắt đều có một tòa tế đàn nho nhỏ, đó là do thần thông của Cổ Nhạc hiển hóa thành. Đám tế đàn kia bày ra hình thái tiên thiên bắt quái, nâng thân thể của hai tôn thần ma này lên. Phía dưới tế đàn bắt quái lại là một tòa tế đàn hiến tế, tế đàn bắt quái luyện hóa, tế đàn hiến tế tiến hành hiến tế hai tôn đế quân trong kiểu ngũ chí tôn này. Thần quá khứ của sư tôn vậy mà cũng lợi hại như vậy. Trong lòng Phong Hoài Ngọc nhất thời kinh hãi, đã biết rõ mục đích Cổ Nhạc giết chết hai tôn tiên thiên thần ma này, mục đích của hắn chính là huyết tế trước một bộ phận tiên thiên thần ma. Mục tiêu của huyết tế cũng không phải là tồn tại cường đại trong hư không giới, mà là chính bản thân Cổ Nhạc. Hắn mượn dùng lực lượng của huyết tế để đề thăng chiến lực của chính mình. Tiên thiên thần ma, cho dù là tiên thiên thần ma tế tự mà thành, nghĩ muốn giết chết bọn họ cũng không hề dễ dàng. Bọn họ dù sao cũng là tiên thiên thần ma, huống chi lại là môn sinh của thiên, công pháp thần thông tu luyện đều lợi hại tới mức cực điểm. Cổ Nhạc có thể trong khoảnh khắc vừa đối mặt ngắn ngủi đã giết chết hai tôn tiên thiên thần ma này, dĩ nhiên là dưới tình huống đánh lén cộng thêm công của những thuộc hạ kia của hắn. Nhưng chiến lực của bản thân hắn sợ rằng cũng không thua kém chút nào đám tiên thiên thần ma kia, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc nữa. Phong Hoài Ngọc nhanh chóng đuổi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy phía trước chuyển tới một đạo quang mang đẹp mắt. Một lúc sau, hắn rút cuộc chạy tới địa phương đạo quang mang bạo phát, cũng không nhìn thấy Trung Nhạc, nhưng lại nhìn thấy thi thể của ba tôn tiên thiên thần ma cũng đã bị cắt thành từng khối một, bị tế đàn bắt quái và tế đàn hiến tế nâng lên trên, không ngừng luyện hóa hiến tế. Phía trước lại có quang mang chuyển tới, Phong Hoài Ngọc ra sức chạy về phía trước, đã nhìn thấy sáu cỗ thi thể cũng có bố trí đồng dạng. Mà càng ở phía trước, quang mang sáng ngời hơn chuyển tới, ba động càng kinh thiên động địa hơn. Hắn lại chạy về phía trước, đã nhìn thấy 12 cỗ thi thể, 8 tôn tiên thiên thần ma cấp đế quân bị giết chết. Nhìn tốc độ này, hiển nhiên tốc độ Cổ Nhạc giết chết 8 tôn tiên thiên thần ma này so với lúc trước hắn giết chết 2 tôn tiên thiên thần ma kia cũng không chậm hơn chút nào. Cái này quả thực là đáng sợ. Càng ở xa xa phía trước, có 7 đạo quang mang cực sáng chiếu rọi, đã rọi sáng cả ba la lục đạo giới ở cách đó không xa. Ngay cả thiên đình của ba la lục đạo giới cũng chiếu sáng cực kỳ thông thấu. Phong Hoài Ngọc ra sức chạy về phía trước, chỉ thấy nơi này tay cụt chân cụt phiêu phù khắp nơi, tản mát ra quang mang u ám, đó là quang mang của tế đàn tiên thiên bắt quái và tế đàn hiến tế thần ma. Ở nơi này đã chết trận 24 tôn tiên thiên thần ma, hơn nữa còn là tiên thiên thần ma cấp đế quân. Phong Hoài Ngọc thoáng dùng mình một cái, Cổ Nhạc giết chết 24 tôn tiên thiên thần ma này, không ngờ cũng không tốn hao càng nhiều thời gian hơn.
Hiến tế thần ma khiến cho chiến lực của sư tôn sợ rằng đã tiếp cận đế cảnh rồi, mà không đúng, hẳn là đã có được lực lượng đế cấp cộng thêm lực lượng của thất đạo luân hồi. Hắn tiếp tục chạy về phía trước, sau đó dừng lại không tiến lên, sau đó điên cuồng lại phóng chạy về phía sau. Tiếp theo hắn bị một cỗ chấn động vô cùng cuồng bạo đánh bay, trong miệng thổ huyết lăn lông lốc về phía xa xa. Phong Hoài Ngọc không ngừng dãy giụa trong cỗ trùng kích đáng sợ kia, tiếp theo lại là cỗ trùng kích thứ hai nối đuôi nhau tới, đó cơ hồ là lực lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng đáng sợ kia đánh thẳng tới, Phong Hoài Ngọc cảm giác được chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, thần thông do Phong Hiếu Trung lưu lại trong mi tâm của hắn đột nhiên bạo phát, đối kháng với cỗ sóng xung kích kia, bộc phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Đạo thần thông này của Phong Hiếu Trung vừa mới tản đi, đột nhiên cỗ sóng xung kích thứ ba phóng vọt tới, lại một đạo thần thông khác trong thức hải Phong Hoài Ngọc bị kích phát, tiếp theo lại là cỗ sóng xung kích thứ tư vọt tới, rồi cỗ thứ năm, cỗ thứ sáu. Da đầu của Phong Hoài Ngọc không khỏi tê dại. Thần thông của Phong Hiếu Trung cất giấu trong thức hải của hắn bị sóng xung kích một đạo tiếp theo một đạo dẫn động, không ngừng đối kháng với sóng xung kích từ phía xa đánh tới. Rốt cuộc chỉ còn lại có một đạo thần thông cuối cùng, trong lòng Phong Hoài Ngọc không khỏi hối hận. Ta hẳn là nên để cho cha nhét thêm mấy vạn đạo thần thông vào nữa kìa. Ồ, ba động bình ổn lại rồi. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen, chạy về phía trước, chỉ thấy không gian phía trước đã biến thành vô số mảnh vỡ, thậm chí ngay cả ba la lục đạo giới cũng bị đánh cho tàn phế mất một góc. Không biết bao nhiêu tinh cầu bị ảnh hưởng, yên diệt bên trong chiến đấu. Hắn nhìn thấy khắp nơi trong không gian vỡ nát phía trước đều là tay cụt chân cụt. Một tôn Phục Hy chiến thần đứng thẳng ở nơi đấy, đang lúc lao đi thần huyết trên thân đao. Từng tôn thần hoàng tạo vật chủ đế quân đang quét dọn chiến trường. Từ nay về sau, Cửu Ngũ Chí Tôn đã xóa tên rồi. Cổ Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, khẽ mỉm cười với hắn. Thần thông của cha ngươi hẳn là còn giữ lại một đạo cuối cùng phải không? Phong Hoài Ngọc triệt để tán thán. Mà lúc này, tại thiên đình Bích Lạc Cung, thân thể của Bích Lạc Tiên Sinh đột nhiên chấn động, liếc mắt nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười với hắn, ánh mắt hai người tách ra. Bích Lạc Tiên Sinh không khỏi than thở. Không ngờ thiên thừa tướng đã cường hoành như vậy, thật là khiến cho ta kính sợ ba phần, cũng có vài phần sầu lo cho bệ hạ đấy. Mục Tiên Thiên không hiểu ý hắn, nàng cũng không biết trong thời gian bọn họ ở nơi này đàm phán, toàn bộ Cửu Ngũ Chí Tôn đã chết trận. Cửu Ngũ Chí Tôn chính là đội nghi trượng bình thường Bích Lạc Cung dùng để nghênh tiếp thiên đế, để hiện rõ uy nghiêm của thiên đế. Cùng với uy nghiêm của thiên chính là mặt mũi chung của thiên đình và Bích Lạc Cung. Không ngờ lần này toàn bộ đều là chết sạch ở trong tay Trung Nhạc. Chuyện tình Phong Vũ Kỵ mời Cửu Ngũ Chí Tôn trợ trận giết chết Phong Hoài Ngọc, Bích Lạc Tiên Sinh tự nhiên là biết rõ. Cửu Ngũ Chí Tôn đã hướng hắn xin chỉ thị, hắn cũng đã cho phép bọn họ, chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ tới 95 tôn tiên thiên thần ma có thể chống lại đại đế, không ngờ toàn bộ đã bị chôn vùi tại hạ giới. Trên mặt của Trung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: Bích Lạc Tiên Sinh đừng vội châm ngòi ly gián. Tiên sinh du hí trong thế tục, cao cao tại thượng bên ngoài thiên đình, đức độ cao xa, thay thiên hạ phàm, quảng dương chính nghĩa, lòng dạ sâu rộng, cần gì để ý chuyện thế tục như vậy đấy? Thật có chút làm mất phong phạm của một môn sinh thiên đế rồi. Bích Lạc Tiên Sinh cười ha hả nói: Có tiểu nhân thi triển âm mưu quỷ kế, ý đồ làm lẫn lộn thiên thính, sớm muộn cũng sẽ gặp kiếp nạn. Trung Nhạc lắc lắc đầu, mỉm cười nói: Tiểu nhân có thể thua được, đại nhân lại không thua nổi, mặt mũi thật buồn cười. Sắc mặt của Bích Lạc Tiên Sinh trầm xuống, không nói thêm lời nào nữa. Chiến lực của Cửu Ngũ Chí Tôn quả thật cường đại, là tế tự tiên thiên thần cổ xưa nhất trong Bích Lạc Cung. Phải biết rõ rằng, lão tổ của Lôi Trạch Thị, Tôn Trắc Long kia hiện tại chỉ bất quá là mới vừa tu thành đế mà thôi. Trước đây không lâu vẫn còn là đế quân. 95 tôn tiên thiên thần ma này hơn phân nửa là tồn tại cùng thời đại với Trắc Long, mà tiên thiên thần ma do các tộc tế tự mà thành bị thiên lôi kéo đưa về làm môn hạ của thiên. Nếu cho bọn họ đầy đủ thời gian, 95 tôn tế tự tiên thiên thần ma này đều sẽ thành đế. Đó chính là 95 vị đại đế, thực lực như vậy đáng sợ tới mức nào đây? Bởi vì tiên thiên thần ma tế tự mà thành trên cơ bản là trong những chủng tộc đã tồn tại hơn 200 vạn năm đều có tồn tại bậc này, mà thiên cũng là do tế tự mà sinh ra, là đứng đầu toàn bộ tế tự tiên thiên thần ma. Hết thảy tế tự tiên thiên thần ma trong thiên hạ đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn.
Nếu dưới trướng của Thiên có một cỗ thế lực khổng lồ như vậy, tuyệt không phải là chuyện tốt. Giá trị của kiểu ngũ chí tôn còn cao hơn 30 thiên đạo thân của Thiên, Bích Lạc Thiên Sinh và Ngục Chủ Thiên Ngục. Kiểu ngũ chí tôn bị diệt trừ, có thể tưởng tượng Bích Lạc Thiên Sinh sẽ đau lòng tới mức nào, Thiên đau lòng tới mức nào. Mục Tiên Thiên lướt nhìn Trung Nhạc một cái, lại lướt nhìn Bích Lạc Thiên Sinh một cái, nhất thời minh bạch hai người này khẳng định đã minh tranh ám đấu một trận. Kết quả Bích Lạc Thiên Sinh ăn thiệt thòi, tới đánh khẩu chiến với Trung Nhạc, nói tiểu nhân sớm muộn cũng sẽ gặp kiếp nạn. Trung Nhạc chào phóng ngược lại, nói hắn không thua nổi, mặt mũi thật buồn cười. Hai cái tên gia hỏa này khi nào đã đấu qua một trận vậy? Ta như thế nào lại không biết vậy? Trong lòng của Mục Tiên Thiên có chút bất đắc dĩ, hiện tại Trung Nhạc và nàng cũng không phải một lòng nhất trí, rất nhiều sự tình cũng không nói cho nàng biết được, khiến cho nàng chỉ có thể một mình mà nghi hoặc. Ba người định ra chi tiết của đại điển Tế Thiên, lại trọng định tới lui mấy lần chi tiết quy tắc minh ước, lúc này mới ký kết minh ước, ước định sau đại điển Tế Thiên sẽ hạ thủ với Tiên Thiên Tà Đế của vũ trụ cổ lão. Bích Lạc Tiên Sinh nói: "Nếu như bệ hạ nguyện ý tế bái Thiên, vậy Thiên sẽ nguyện ý trợ giúp bệ hạ đối phó với Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế, khiến cho bệ hạ triệt để thống nhất vũ trụ cổ lão kìa." Hắn đi xin chỉ thị thiên mệnh thân của Thiên, đạt được thiên chỉ mệnh. Minh ước lần này chỉ là nhằm vào Tiên Thiên Tà Đế, chứ không cùng với Mục Tiên Thiên đối phó Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Trừ phi bản thân Mục Tiên Thiên cũng tự mình tế Thiên, vậy Thiên mới sẽ giúp đỡ Mục Tiên Thiên diệt trừ Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế. Sau khi diệt trừ Tà Đế, Ma Đế và Thần Đế, liền không đáng nhắc tới, không phiền Thiên đại nhân lo lắng nữa rồi. Bích Lạc Tiên Sinh cầm tách trà lên hớp một ngụm, mỉm cười nói: "Bệ hạ, hãy nhanh chóng đột phá tu thành đế cảnh, bằng không cho dù có diệt trừ xong Tiên Thiên Tà Đế, bệ hạ cũng không thể chống lại Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế được đâu." Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên đứng dậy cáo từ rời đi. Bích Lạc Tiên Sinh cũng đứng lên nói: "Bệ hạ, không ngồi thêm một chút hay sao?" Mục Tiên Thiên khách khí nói: "Không được, mấy ngày nay triều đình bận rộn, chấm còn cần ăn bài đại điển Tế Thiên nữa, mời tiên sinh dừng chân." Bích Lạc Tiên Sinh đích thân tiễn khách, đưa hai người ra khỏi Bích Lạc Cung. Đột nhiên thần thức của Bích Lạc Tiên Sinh chợt ba động, truyền âm cho Mục Tiên Thiên nói: "Nếu bệ hạ quả thật muốn giải quyết Thiên Thừa Tướng, cứ việc thông báo một tiếng, Thiên có rất nhiều biện pháp có thể đối phó với hắn ta." Trong lòng Mục Tiên Thiên thoáng kinh ngạc, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, gật đầu một cái với Bích Lạc Tiên Sinh. Bích Lạc Tiên Sinh chắp tay hoàn lễ, nhìn theo bóng dáng hai người đi xa. Hai người Mục Tiên Thiên rời khỏi Bích Lạc Cung, Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nhìn xuống phía dưới thiên ngục. Mục Tiên Thiên có chút nghi hoặc cũng dừng bước lại, chỉ thấy từ phía dưới thiên ngục, một tôn tạo vật chủ phi thân phóng lên, bay tới phía trên thiên ngục. Hóa ra là Vô Kỵ Thiên Vương. Mục Tiên Thiên kinh ngạc hỏi: "Sao Vô Kỵ Thiên Vương lại ở nơi này vậy?" Phong Vô Kỵ vội vàng không người hành lễ, cười bồi nói: "Tiểu thần rảnh rỗi vô sự, mới đi dạo xung quanh một chút mà thôi." Dứt lời lại nhìn sang Trung Nhạc, vội vàng chắp tay hành lễ: "Thiên Thừa Tướng mạnh khỏe." Trung Nhạc đầy mặt nụ cười: "Ta vô cùng mạnh, đứng lên đi." Phong Vô Kỵ cũng đầy mặt tươi cười nói: "Bệ hạ, Thiên Thừa Tướng phong thần sâu sắc, khí độ phi phàm, có thể đưa vào hậu cung làm đứng đầu hậu cung được." Trung Nhạc tản đi thất đạo luân hồi, giơ tay lên đón đỡ một trưởng của Mục Tiên Thiên. Đạo luân hồi kia biến mất, Phong Vô Kỵ từ trong vực sâu vô tận rơi ra, tứ chi chấm đất, đã biến thành một con chó mực. Sắc mặt Mục Tiên Thiên tái nhợt, một bước phóng tới, lớn tiếng quát mắng: "Người quá cản rỡ rồi, dám can đảm ở trước mặt chấm biến Thiên Vương mà chấm ngự phong thành một con chó hay sao? Người còn đặt chấm vào trong mắt nữa không đây?" Trung Nhạc không người thi lễ, xoay người rời khỏi. Mục Tiên Thiên bị chọc tới mức toàn thân run rẩy, nghĩ muốn đuổi theo vấn tội nhưng lại nhẫn nhịn xuống. San bằng vũ trụ cổ lão còn cần dùng tới trí tuệ của Trung Nhạc. "Thần huyết của ta, thần huyết phục khí của ta." Trong miệng con chó mực kia phát ra tiếng người vạn phần hoảng sợ kêu lên: "Huyết mạch thần long của ta, huyết mạch tiên phượng của ta, toàn bộ đều đã bị rửa đi rồi, bệ hạ cứu ta." Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, tinh tế kiểm tra nhục thân của Phong Vô Kỵ, hút mạnh một hơi lãnh khí. Trung Nhạc cũng không phải đã biến Phong Vô Kỵ thành một con chó, mà là dùng thủ đoạn luân hồi tẩy đi huyết mạch phục khí trong cơ thể của hắn. Ngay cả huyết mạch thần long của Bàn Hồ Thị cũng bị tẩy đi, còn có huyết mạch của Thiên Vượng Hoàng tộc, hết thảy đều bị Trung Nhạc tẩy đi, không còn một mảnh.
chỉ còn lại có huyết mạch Phàm Ngao mà thôi. Huyết mạch Phàm Ngao thần khiết nhất. Loại thủ đoạn này ngay cả chấm cũng không chữa trị được. Tạo nghệ của hắn trên phương diện luân hồi đã vượt qua chấm khá nhiều rồi. Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng rồi lên tiếng nói: Vô Kỵ Thiên Vương, ngươi hẳn là may mắn hắn đã không hạ sát thủ với ngươi. Tu vi của ta vẫn còn, ta hắn là còn có thể hồi phục trở lại. Phong Vô Kỵ ngồi bệt dưới đất, trong lòng hoảng loạn, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Trong lòng thầm nghĩ: Ta chính là môn sinh của thiên, lại có đại não thiên ý, trí tuệ vô biên. Tạo nghệ của hắn trên phương diện thất đạo luân hồi không có khả năng vượt qua ta được, vượt qua thiên được. Ta nhất định có thể khôi phục trở lại. Đại não thiên lý có trí tuệ vô biên, có thể khiến cho hắn đạt được tri thức kinh người. Đối với thần thông các tộc đều là hạ bút thành văn, thiên biến vạn hóa. Hắn có lực thôi diễn cường hoành vô biên, càng siêu việt hơn những pháp môn thôi diễn khác không biết bao nhiêu lần. Phong Vô Kỵ an định lại tâm thần, cúi đầu nói với Mục Tiên Thiên: Bệ hạ, vi thần xin phép trở về Nam Thiên Môn. Mục Tiên Thiên nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, trong lòng không khỏi ngơ ngẩn. Vô Kỵ tiên sinh, vậy mà có thể ẩn nhẫn như vậy, tâm tính nhanh như vậy, đã khôi phục lại bình thường. Tâm cảnh thâm trầm vượt quá mức tưởng tượng. Hắn quay trở lại Nam Thiên Môn, nhất định sẽ phải đối mặt với những ánh mắt khác thường. Nhưng hắn vẫn còn dám trở về, tâm tính rất cao. Nàng cũng không biết chuyện tình đại não thiên ý, bởi vậy đối với chuyện này cũng không quá để tâm, trong lòng thầm nghĩ: Càng cường đại hơn rồi, hắn càng cường đại hơn rồi, vậy mà có thể tiếp được một đạo thần thông của ta, vẫn bất động thanh sắc. Hắn mà nàng đang nói đây không phải là Phong Vô Kỵ mà là Trung Nhạc. Thời điểm Trung Nhạc dùng thất đạo luân hồi tẩy đi huyết mạch trong cơ thể Phong Vô Kỵ, Mục Tiên Thiên lửa giận công tâm, từ xa vỗ tới một trưởng. Trung Nhạc và nàng va chạm với nhau một trưởng, hai bên cân sức ngang tài. Tuy nói một trưởng kia của nàng cũng không phải toàn lực bộc phát, nhưng Trung Nhạc cũng đồng dạng không dốc hết toàn lực. Dù sao khi đấy hắn đang bận rộn kéo Phong Vô Kỵ vào trong thất đạo luân hồi. Chuyện này khiến cho Mục Tiên Thiên cảnh giác. Tiến cảnh của Trung Nhạc thật sự quá nhanh. Loại tốc độ tu luyện này khiến cho da đầu của nàng cũng không khỏi có chút tê dại. Đương nhiên, cỗ nhục thân này chỉ là mẫu thể của nàng, thực lực là yếu nhất. Nàng còn có chân thân thần ma, ba cỗ chân thân dung hợp mới tính là nàng chân chính. Với thực lực trước mắt của Trung Nhạc so với bản thể của nàng vẫn còn kém xa rất lớn. Nhưng với tốc độ tu luyện, tốc độ thực lực tăng lên này của Trung Nhạc cũng khiến cho nàng có áp lực thật sâu. Những năm qua, ta đúng là đã ngồi lên đế vị, nhưng cũng đã bị bởi vì đế vị mà bị vây khốn. Bận rộn xử lý triều chính đã trì hoãn việc tu luyện của chính mình rồi. Trước khi hạ thủ với tiên thiên tả đế, ta nhất định là phải thành đế, ba thể hợp nhất kìa. Mục Tiên Thiên bước nhanh trở về triều đình, truyền lệnh xuống: Mau, truyền Tô Ca Thái Tử yết kiến. Mục Tô Ca rất nhanh đã tới. Tô Ca Thái Tử đi theo Trung Nhạc nam chinh bắc chiến, ra vào sa trường, trải qua vô số ma luyện sinh tử, sớm đã không phải là trước đây, đã trở nên oai hùng bừng bừng, không người bái hạ. Phụ hoàng, đứng lên đi. Mục Tiên Thiên giơ tay lên nói với Văn Võ Ba Quan: Kể từ hôm nay, Tô Ca Thái Tử sẽ thay chấm nhiếp chính, tứ ngự hỗ trợ, bách quan phò tá giúp chấm xử lý chính triều. Mục Tô Ca cùng Văn Võ Ba Quan không người nhận lệnh. Mục Tiên Thiên lại ân cần dặn dò một phen, lúc này mới bế quan tiềm tu. Trung Nhạc cưỡi thiên dực cổ thuyền thong thả rời khỏi thiên đình, chạy tới Nam Thiên Môn của tinh vực Tử Vi. Nam Thiên là lãnh địa của Thái Phùng, Thái Phùng đã được phong là Lam Phương Ngự Đế, trông coi Nam Thiên. Tứ Ngự Đế trên danh nghĩa là ngang vai ngang vế với Thiên Đế, không phân biệt tôn ti, nhưng thật ra vẫn là quan hệ quân thần. Nam Thiên Thái Phùng, Đông Thiên Trường Sinh, Bắc Thiên Ương Tôn, Tây Thiên Vũ Uy. Trong Tứ Ngự Đế chỉ có Vũ Uy Đế mới chân chính là trực hệ của Mục Tiên Thiên. Ba người còn lại, Ương Tôn Đế chỉ vì Trung Ương Thị, hơn nữa tự hồ có chút mờ ám. Trường Sinh Đế mục đích không rõ, Thái Phùng thì là người của Đại Tư Mệnh. Mục Tiên Thiên cái ngôi vị Thiên Đế này làm thật là ủy khuất rồi. Trung Nhạc lắc lắc đầu, quyền lực của Mục Tiên Thiên chỉ có thể dừng lại ở mức này. Đây cũng là ác quả do hắn độc sát Khương Nghi Kỳ dẫn tới Tử Quang Quân Vương tự sát mang tới. Nếu Tử Quang Quân Vương vẫn còn sống, trực hệ của Mục Tiên Thiên cũng không tới mức chỉ còn lại có một chi Tây Thiên Vũ Uy này. Nếu như Lung Chất lại thành đế, vậy quyền lực thế lực của Mục Tiên Thiên sẽ là càng thêm không xong. Lung Chất cũng là người của Đại Tư Mệnh, lại phân đi một chút quyền lực thế lực của Mục Tiên Thiên, có thể tưởng tượng vị Thiên Đế này gần như đã bị mất sạch quyền lực. Duy nhất không bị Đại Tư Mệnh thu phục cũng chính là Kiều Đông. Chỉ là Kiều Đông lại là một vị mẫu hoàng,
nàng nhận lệnh bởi Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế trong thánh địa vãng sinh kia, cũng không phải là thế lực của Mục Tiên Thiên. Trái lại, Mẫu Hoàng Đại Đế đã kết minh với Trung Nhạc, Kiều Đông cũng tính là nửa cái thế lực của Trung Nhạc. Nếu Tử Quang Quân Vương vẫn sống, người đời nào sẽ rơi vào tình cảnh như vậy đấy? Trung Nhạc mỉm cười, lắc lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ, đi gặp Thái Phùng một chuyến vậy. Đại tư mệnh từ sau khi rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa cho đến nay vẫn không biết tung tích đâu cả, không biết kết quả chiến đấu giữa hắn và Thiên Hắc Đế và vị tồn tại thần bí kia như thế nào rồi. Chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên là một minh quân, nhưng chân thân ma đạo lại là một bạo quân, mà mẫu thể thì lại thay đổi thất thường, hỉ nộ bất định. Ba thân của nàng không thể hợp nhất, vì vậy tính tình sẽ biến hóa khó lường. Loại tính tình này có thể có được bá quan văn võ hiệu chung mới là lạ. Giang sơn của nàng còn sẽ không ngừng mở rộng thêm, nhưng đợi tới lúc thiên hạ nhất thống liền sẽ triệt để rơi vào băng liệt. Một đế triều to lớn như vậy biến thành cho bụi, tan thành mây khói. Thiên dực cổ thuyền tiến vào lãnh địa Nam Thiên, khoảng cách thiên đình Nam Thiên cũng không tính là quá xa. Đúng lúc này, thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó liền dừng lại. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên đại biến, từng đạo tinh luân thật lớn gào thét chuyển động, vặn vẹo không gian. Một đạo luân hồi quỷ dị xoay tròn, khiến cho không gian xung quanh thiên dực cổ thuyền chấn động không ngừng, lôi kéo cổ thuyền không ngừng rơi xuống. Thất đạo luân hồi sao? Trung Nhạc thoáng có chút kinh ngạc, cười lạnh nói, người quả nhiên đã tới, bất quá người không dám hiển lộ chân thân, chỉ dựa vào thất đạo luân hồi liền muốn đối kháng với ta sao? Cướp đi bảo vật trên người của ta, chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Thất đạo luân hồi sau đầu hắn chuyển động, hai loại luân hồi bất đồng va chạm với nhau. Thiên dực cổ thuyền nhất thời không ngừng xuyên toa trong không gian, nháy mắt đã phóng đi ức vạn dặm. Thất đạo luân hồi của Trung Nhạc đi tới nơi nào, thiên dực cổ thuyền liền đi tới nơi đấy. Bất quá, thất đạo luân hồi của kẻ đang âm thầm xuất thủ kia vô cùng quỷ dị, âm tà. Thế giới do thất đạo luân hồi hình thành cũng vô cùng rộng lớn. Cho dù là thất đạo luân hồi của Trung Nhạc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được thất đạo luân hồi của hắn. Ồ, Trung Nhạc cực kỳ kinh ngạc. Đây là một loại thất đạo luân hồi hắn chưa từng bao giờ gặp qua, đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, mà đạo lý chất chứa trong đấy cũng là trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng, hắn quan sát thần tượng phục khi trong tổ đình đã ghi nhớ hết thảy những bí cảnh trong cơ thể chính mình. Hơn nữa, còn có thể biến hóa ngàn vạn, đồng dạng có thể tùy ý hoán đổi, thất đạo luân hồi, bất đồng, giống như phong hữu chung vậy. Hắn có thể nói là đại thành giả đã tập hợp tất cả các loại thất đạo luân hồi, bất luận là bí cảnh không gian, trụ quang mà hắn chủ tu hay là bí cảnh thần túc, trí tuệ, bí cảnh vạn đạo, hắn đều có thể tùy ý cấu thành thất đạo luân hồi được. Hắn đã trưởng khống ảo diệu của toàn bộ các bí cảnh, căn bản không có khả năng xuất hiện một loại bí cảnh thứ bảy mà hắn không biết rõ. Mà bí cảnh thứ bảy của vị tồn tại thần bí âm thầm xuất thủ với hắn này lại là loại bí cảnh trước giờ Trung Nhạc chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua, quả thật giống như trong lúc bất chợt chui ra vậy. Sự tình không có khả năng phát sinh, hết lần này tới lần khác lại đã phát sinh. Đồ vật mà ngươi muốn cướp đi, căn bản không thể cướp được. Trụ quang thất đạo. Thiên dực cổ thuyền ầm ầm chấn động, trong khoảnh khắc đã biến mất, từ hiện tại tiến vào quá khứ, quay trở lại thời gian 1000 năm. Đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động, thời gian cũng chấn động, thất đạo luân hồi kỳ quái kia vậy mà cũng đã đuổi theo, tiến vào 1000 năm trước đây. Thất đạo luân hồi kia đã vặn vẹo thời gian, đã vặn vẹo không gian, ở xung quanh thiên dực cổ thuyền đã hình thành một đạo rồi lại một đạo bóng ảnh quang thả loang lổ. Trong bóng ảnh, tựa hồ có thân ảnh to lớn khôn cùng đang di động từ bốn phương tám hướng công kích về phía thiên dực cổ thuyền. Sắc mặt Trung Nhạc hiếm thấy trở nên ngưng trọng, quát lớn một tiếng. Thiên dực cổ thuyền trong chớp nhoáng liền biến mất, từ quá khứ tiến vào hiện tại, tiếp theo vỗ cánh bay đi. Mà ở phía sau cổ thuyền, không gian và thời gian vặn vẹo, vị tồn tại không biết tên kia vậy mà cũng đang điên cuồng đuổi tới, thủ đoạn cực mạnh, khiến cho sắc mặt Trung Nhạc càng thêm ngưng trọng. Là vị sư huynh nào đang quát tháo tại Nam Thiên môn của ta vậy? Đột nhiên một đạo âm thanh, đạo âm trầm trọng vang lên. Trong thiên đình Nam Thiên, thân thể một vị đại đế vĩ ngạn từ từ dâng lên, kim quang vạn đạo tọa trấn trong thiên đình, vươn tay chụp về phía thời không vặn vẹo phía sau thiên dực cổ thuyền. Bàn tay của Thái Phùng ấn vào trong đạo quang luân đang không ngừng chuyển động, nhất thời rên lên một tiếng, vội vàng rút tay về. Chỉ thấy bàn tay của hắn thăm dò vào trong thất đạo luân hồi kỳ quái kia.
trong lúc bất chợt đã trở nên trăm ngàn lỗ thủng, bị đâm xuyên qua vô số cái lỗ nhỏ. Mà thất đạo luân hồi kia đột nhiên biến mất, không thấy tung tích. Trong lòng Thái Phùng kinh nghi bất định, hắn chính là tồn tại đế cấp, 5-6 năm trước đã thành đế, được phong là Nam Phương Ngự Đế, có thể nói là tồn tại đỉnh cấp nhất đương kim thế gian. Vừa rồi hắn ra tay cũng đã dốc hết toàn lực, không ngờ chỉ thoáng va chạm một cái đã liền cảm giác được không địch lại, suýt chút nữa đã không thể bảo trụ được bàn tay. Thiên dực cổ thuyền từ xa bay tới, lăn vào trong thiên đình, soạt một tiếng dừng lại, đứng trong lòng bàn tay còn lại của Thái Phùng. Thân thể của Thái Phùng Đế càng lúc càng nhỏ, đáp xuống trong thiên đình Nam Thiên, đặt thiên dực cổ thuyền xuống, trên mặt mang theo thần sắc kinh nghi, nhìn về phía tay phải của chính mình. Tay phải của hắn cơ hồ toàn bộ đã mục nát, đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Chẳng lẽ là đám người Phượng Thiên Nguyên Quân, Nguyên Nha Thần Vương tồn tại bậc này hay sao? Thái Phùng lẩm bẩm nói, sợ rằng chỉ có tồn tại bậc này mới có thực lực như vậy thôi. Trung Nhạc đi xuống cổ thuyền, lắc lắc đầu lên tiếng, không phải là Thần Vương Thái Cổ đâu, ta biết kẻ này là ai rồi. Lần này hắn tới đây chẳng qua là vì mấy món đồ trên người của ta mà thôi, hắn cho rằng đó là đồ vật của hắn. Thái Phùng ồ lên một tiếng nghi hoặc hỏi, là đồ vật gì lại đáng giá tồn tại bậc này xuất thủ như vậy? Chính là cái này. Trung Nhạc lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một cây thánh dược, lạnh nhạt nói, Táng Đế Ma Chữ đã độc sát Viêm Hoàng Khương Nghi Kỷ sao? Thái Phùng khẽ dùng mình một cái, thấp giọng nói, là bệ hạ ư? Trung Nhạc lắc đầu, không phải là nàng, nàng không có mặt mũi cướp lấy cây thánh dược này từ trong tay của ta đâu. Lại nói, cây thánh dược này cũng không phải là của nàng, mà là nàng mượn tới. Trong lòng Thái Phùng Đế nhất thời minh bạch vài phần, không khỏi than thở, tầm ý khó dò, thật khó dò. Trung Nhạc gật đầu, đúng là tầm ý khó dò. Ta đã biết thất đạo luân hồi của hắn. Thất đạo luân hồi này tự thành vũ trụ hư không, bao quát quá khứ vị lai. Hắn là dị loại thành đế, bí cảnh thứ bảy của hắn hoàn toàn bất đồng với bí cảnh của chúng ta, là do đặc tính của bản thân hắn sinh ra mà thôi. Thái Phùng Đế nhất thời trầm mặc, một lúc sau mới nói, sao thực lực của hắn lại cường đại đến như vậy? À, đoán chừng là đã được rất nhiều chỗ tốt từ chỗ của Mục Tiên Thiên rồi. Trung Nhạc suy đoán nói, sau đấy hắn lại hỏi Thái Phùng Đế an nguy của Đại Tư Mệnh. Thái Phùng nói, an nguy của tồn tại đẳng cấp này không phải là ngươi và ta có thể hỏi tới được. Hắn cũng rất ít khi liên hệ với ta. Thế gian này hẳn là không có bao nhiêu người có thể gây thương tổn được cho hắn ta đâu. Lập tức sẽ có rồi. Mục Tiên Thiên sắp sửa cử hành Đại Đế Tế Thiên, đạo thương của Thiên sắp sửa hồi phục lại, khôi phục thực lực đạo thần. Ngươi bảo Đại Tư Mệnh cẩn thận một chút đi. Trung Nhạc dặn dò mấy câu, dự định rời khỏi. Thái Phùng vội vàng nói, tầm ý của vị tồn tại kia khó dò, không dám đảm bảo lại xuất thủ với ngươi đâu. Để ta đưa ngươi ra khỏi Nam Thiên. Không cần đâu. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói, vừa rồi hắn ra tay là ta không kịp dự liệu. Hiện tại nếu hắn lại xuất thủ, ta đã có đề phòng. Hắn căn bản không thể bắt được tung tích của ta đâu. Trung Nhạc rời khỏi thiên đình Lan Thiên Môn, thôi động thiên dực cổ thuyền, một đường bình an không lại tái khởi bất cứ gợn sóng nào. Vị tồn tại âm thầm xuất thủ kia cũng không một lần nữa xuất thủ. Hiển nhiên là biết rõ Trung Nhạc đã cảnh giác, chính mình không thể lưu hắn lại, đã mất đi một cơ hội thật tốt. Sau khi Trung Nhạc trở về tổ đình không bao lâu, Mục Tiên Thiên liền tuyên bố cử hành đại điển tế thiên. Các tộc, các đại thế lực đều phải tham gia, toàn bộ toàn tộc đế thiên. Mà bá quan văn võ thiên đình cũng sẽ tham gia hàng ngũ tế thiên này. Ước vạn tướng sĩ thần ma trong thiên đình, cung nữ, tú nữ, nam ninh các cung nhất loạt đều không có bất cứ ngoại lệ nào. Lần này cơ hồ toàn bộ các bộ lạc và chủng tộc trong toàn thể tinh vực tử vi đều tham dự vào hàng ngũ tế thiên. Đương nhiên có một vài hoàng tộc căn cơ hùng hậu căn bản khinh thường tế thiên, ví dụ như Lôi Trạch, như Hoa Tư, như Thiên Phượng hoàng tộc trong hoang vực Thiên Hỏa, và các tộc Bạch Nha, Hắc Nha căn bản đều không để ý tới chuyện này. Lão tổ tông của bọn họ là tồn tại có thể chống lại thiên, tế thiên đối với bọn họ ngược lại chính là ném đi mặt mũi của chính mình. Ngày cử hành đại điển tế thiên, ức vạn thần ma đồng thời tế tự thiên, trang diện cực kỳ đồ sộ. Mà các tộc trong đế tinh, trong các tinh vực Nam Thiên, Bắc Thiên, Tây Thiên và Đông Thiên đều tự cử hành đại điện. Thiên đình của Tứ Ngự giống như bốn tòa tế đàn thật lớn, vô số thần ma chúng sinh cầu khẩn trời xanh, thanh âm vang vọng thiên điêu. Mà tử vi thiên đình ở trung ương lại càng cực kỳ đồ sộ, trang diện lại càng lớn hơn nữa. Có đám thần ma này làm gương mẫu,
lê dân bách tính các tộc trong tinh vực Tử Vi cũng nhao nhao noi theo tế bái thiên. Cũng tại một ngày này, không trung Tử Vi đột nhiên xuất hiện dị tượng. Trên thiên không xuất hiện một con mắt thật lớn, đó là con mắt của thiên đang nhìn xuống phía dưới. Con mắt này vô cùng kỳ lạ, bất luận ngươi đứng ở nơi nào cũng đều có thể nhìn thấy con mắt này. Phảng phất như con mắt này đang nhìn ngươi vậy, có thể nghe được lời cầu chúc của ngươi. Ngoại trừ con mắt này ra, trên thiên không còn đang chảy máu. Máu chảy như rót, thành dòng như thác chảy từ trong vết thương trên bầu trời. Từng đạo cột máu khổng lồ từ trong những vết thương kia ào ào chảy ra. Khắp các nơi trong Tử Vi cũng đều có thể nhìn thấy loại dị tượng này. Theo đại điển tế thiên tiến hành, vết thương trên bầu trời cũng dần dần thu nhỏ lại, máu tươi chảy ra cũng đang giảm bớt. Hiển nhiên, thiên hấp thu được lực lượng tế tự hạo hãn như vậy, đạo thương do Phục Vân Đạo Tôn để lại cho hắn đang chậm rãi khép kín. Cùng lúc đấy, trên bầu trời cũng đang rơi xuống linh vũ. Linh vũ này có thể chữa được bách bệnh, khiến cho người ta vô tai vô kiếp, cây cỏ gặp xuân, ngũ cốc bội thu. Trận đại điển tế tự này cử hành thông suốt mười mấy ngày đằng đẵng. Mười ngày sau, những vết thương trên bầu trời cơ bản đã khép lại, chỉ còn có một vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, không có một tia dấu hiệu khép lại. Đó là vết thương cuối cùng, là vết thương nặng nhất mà Phục Vân Đạo Tôn đã lưu lại cho thiên. Cho dù là lực lượng tế tự cũng không thể khiến cho vết thương này khép lại, thiên đối với nó cũng không có biện pháp nào cả. Trong khoảng thời gian rất dài, 6-10 ngày nay, mọi người vẫn còn nghị luận về việc này. Còn có chút phàm phu tục tử vẫn không ngừng tế thiên, hơn nữa số lượng cũng không ít. Có sinh linh tế tự, thực lực của thiên từ từ khôi phục lại. Mặc dù vẫn còn một đạo thương chưa lành, nhưng thực lực của hắn so với thời kỳ đỉnh phong cũng rất không yếu hơn bao nhiêu. Thậm chí theo tế tự không ngừng kéo dài, tương lai thực lực của hắn cũng sẽ dần dần đề thăng, nó không chừng còn sẽ siêu việt hơn trước đây. Trung Nhạc ở trong vũ trụ cổ lão cũng nhận được tin tức đại điển tế thiên. Đại điển tế thiên là do một tay hắn thôi động, hắn tự nhiên là quan tâm đến việc này. Thiên vẫn còn một đạo thương vẫn chưa khỏi hẳn hay sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, tin tức này khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Cơ hồ là toàn bộ các tộc Tử Vi đồng thời tế tự thiên, đâu chỉ có ức ngàn vạn chúng sinh, lực lượng tế tự sẽ mạnh mẽ tới mức nào đây? Thật không ngờ lại vẫn không thể khiến cho thương thế của thiên khỏi hẳn. Chiến lực của Phục Vân Đạo Tôn quả thật là đáng sợ. Tới lúc nào ta mới có thể đạt tới chiến lực của Đạo Tôn đây? Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại hắn vẫn chưa về tới tổ đình, chỉ vừa mới tiến vào vũ trụ cổ lão mà thôi. Vũ trụ cổ lão vẫn chưa tế tự thiên, nơi này không thuộc về phạm vi thế lực của thiên, cũng không phải là phạm vi thế lực của Mục Tiên Thiên. Đoán chừng đạo thương của thiên muốn khỏi hẳn còn cần chúng sinh của vũ trụ cổ lão đồng thời tế tự hắn mới có thể làm được. Lần này trợ giúp thiên chữa trị đạo thương chính là chủ ý của hắn. Đây cũng không phải là khiến cho kẻ địch mạnh lên, mà là chuyện nhất định phải làm. Thiên vẫn chưa có xem hắn thành địch nhân. Ở trước mắt, Trung Nhạc vẫn còn chưa đáng để thiên mà phải đối phó. Thiên chân chính muốn đối phó là đám thần vương thái cổ, ba tôn thần vương thái cổ của vũ trụ cổ lão, lại càng là đối tượng hàng đầu. Đám thần vương thái cổ lũng đoạn vũ trụ cổ lão là tồn tại mà thiên đã định trước là nhất định phải diệt trừ đi. So với đám người tiên thiên tà đế, ma đế và thần đế, Trung Nhạc căn bản là không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, Trung Nhạc từ sau khi đạt được Luân Hồi Đằng liền ý thức được chuyện tình hắn đạt được Luân Hồi Đằng cũng không đơn giản như vậy. Không đơn thuần là Phục Vân Đạo Tôn nghi muốn giao Luân Hồi Đằng cho hắn, sợ rằng ngay cả thiên cũng muốn giao Luân Hồi Đằng cho hắn. Không chỉ có Luân Hồi Đằng, thậm chí ngay cả 30 cây thiên dược nhìn như lưu lại cho Phong Vô Kỵ kia, thật ra cũng không phải là lưu cho Phong Vô Kỵ mà chính là lưu cho hắn. Luân Hồi Đằng có thể biến thành Luân Hồi Giới, một thế giới hoàn toàn mới, thống nhất vũ trụ của lão và Tử Vi, 3000 lục đạo giới, hư không giới và đạo giới, cũng nhất cả đạo giới vào trong một luân hồi thật lớn. Phục Vân Đạo Tôn hy vọng làm được chuyện này là do sau khi lục đạo giới thống nhất rồi sẽ có thể để cho Phục Khí thần tộc trưởng khống lục giới, trở nên cường thịnh hơn, thịnh vượng hơn. Mà thiên cũng hy vọng có người có thể sáng tạo ra luân hồi giới. Hắn đã áp kiến bảo vật này lên trên người của ta rồi. Trên đầu thuyền, ánh mắt Trung Nhạc lóe lên lúc sáng lúc tối. Thiên không thể tiến vào đạo giới, nhưng nếu đạo giới cũng bị nhét vào trong vũ trụ đại luân hồi, vậy hắn sẽ có thể đi tới đạo giới. Hắn hy vọng ta dùng Luân Hồi Đằng sáng tạo ra luân hồi giới, giúp hắn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Ngày đó, những tồn tại tranh đoạt Luân Hồi Đằng, kẻ nào không cường đại hơn hắn đây? Thậm chí còn có hậu thủ
do các lộ đạo thần lưu lại nữa. Nhưng luân hồi đằng hết lần này tới lần khác lại rơi vào trong tay của hắn, đủ để nói rõ ràng trong chuyện này có chút mờ ám. Thiên và một tôn đạo thần khác đã không có hảo ý đưa luân hồi đằng cho hắn. Đột nhiên Trung Nhạc chợt dừng thiên dực cổ thuyền lại, cất giọng cao giọng nói: "Vị đạo huynh này, ngươi từ lúc còn ở Tử Vi đã đi theo ta, một mực đi theo tới vũ trụ của lão này, có phải có chút quá lâu rồi không? Nếu quả thật có việc, sao không lên trên thuyền ngồi một chút đi?" Bốn phía một mảnh trầm tịch vô thanh. Một lúc sau Trung Nhạc cười lại một tiếng, thất đạo luân hồi sau đầu chuyển động, thiên dực cổ thuyền đột nhiên biến mất. Sau một khắc, chiếc cổ thuyền đã xuất hiện bên trong một khỏa thái dương, đáy thuyền áp thẳng lên trên tinh hạch của thái dương, ma sát răng rắc răng rắc. Khỏa tinh hạch thái dương kia không chịu nổi lực lượng của thiên dực cổ thuyền, toàn bộ khỏa thái dương bị ép tới mức bẹp xuống. Trung Nhạc thôi động cổ thuyền tiếp tục đè xuống. Nhưng đúng lúc này, phía dưới cổ thuyền đột nhiên vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại, đã cầm lấy tinh hạch thái dương trong lòng bàn tay. Toàn thể thái dương nhất thời dập tắt, khí thế ngoại vi bị chấn cho bay tán loạn ra bốn phương. "Thiên thừa tướng, đế triều quả nhiên bất phàm mà, ta ẩn nấp dưới đáy thuyền vậy mà cũng bị ngươi phát hiện ra." Một đạo thanh âm giả nua vang lên, thiên dực cổ thuyền bị nâng lên càng lúc càng cao, chỉ thấy dưới đáy thuyền chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một gã cự nhân, một tay cầm lấy tinh hạch thái dương, một tay nâng thiên dực cổ thuyền lên. Chiếc cổ thuyền nhẹ nhàng chấn động, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra bên ngoài. Gã cự nhân kia cũng không có ngăn cản, thân thể dần dần thu nhỏ lại, biến thành hình thể bình thường, nhìn về phía Trung Nhạc đang ở đầu thuyền. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 310 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Cũng là tập duy nhất của ngày hôm nay. Các bạn nghe, các bạn cũng biết là cái cổ họng, cái giọng của mình đã vấn đề và đang sốt, chính xác là đang sốt. Uống nhiều thuốc quá mắt cứ díu vào. Uống nhiều thuốc đau đầu chứa paracetamol quá. Khánh Duy chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.